Thưa quý vị, hiện đã có hơn 700 đơn kiến nghị của các nhạc sĩ gửi đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tố Sky Music xâm phạm quyền tác giả. Khi sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết, thì tỷ phú Hoàng Kiều, cháu ruột nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ về quyền tác giả đối với các sáng tác của nhạc sĩ này. Hoàng Kiều tuyên bố sẽ kiện Sky Music cũng như yêu cầu đơn vị này phải đền bù tương ứng 150.000 đô cho một bài hát. Được biết, tỷ phú Hoàng Kiều hiện đang là chủ sở hữu các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ và cũng là đại diện ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCBMC thay mặt chủ sở hữu thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến quyền tác giả. Trước các hành động vi phạm bản quyền tác giả của Sky Music đối với các nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, vị tỷ phú này đã yêu cầu khởi kiện ra tòa công ty này về việc ăn cắp tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ để kinh doanh lậu mà không xin phép. Đồng thời, đề nghị mức đền bù là 150.000 đô cho một bài hát bị vi phạm bản quyền. Tỷ phú Hoàng Kiều cho biết hiện tại, ông đang cùng luật sư của mình lựa chọn luật sư Việt Nam am hiểu về luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để đại diện cho ông tiến hành khởi kiện công ty Sky Music vi phạm bản quyền ra tòa án.